Xin chào toàn thể mọi người. Hiện tại mình đang có mặt tại không gian văn hóa của đồng bào dân tộc Mông trong đêm 30 tháng 9 2023 ngày hôm nay. Thì đêm hôm nay thì diễn ra cái lễ tổng duyệt là đêm vòng xòe và các chương trình văn nghệ diễn ra mọi người ạ. Sẽ chuẩn bị cho ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 tháng 9 mọi người nhé. Để hiểu rõ hơn về nét độc đáo cũng như là về nét văn hóa của đồng bào người Mông thì mình sẽ vào không gian văn hóa của đồng bào người Mông để tìm hiểu rõ thêm mọi người nhé. Đây là không gian văn hóa của đồng bào người Mông mọi người ạ. Em chào chị. Đây mọi người nhá, đây là không gian văn hóa của đồng bào người Mông. Thì đối với đồng bào người Mông thì trên địa bàn huyện Than Uyên thì cũng khá là đông dân cư. Nói chung là các xã thị trấn đều có đồng bào người Mông mọi người nhé. Thì tập trước thì mình cũng đã chia sẻ thì đồng bào về đồng bào người Dao, nhưng mà đồng bào người Dao thì chỉ duy nhất là sống tập trung chỉ có ở xã Phúc Than mọi người ạ. Có một bản duy nhất của đồng bào người Dao. Còn đồng bào người Mông thì nói chung là trên địa bàn huyện Than Uyên thì khá là đông, sau đồng bào người Thái mọi người nhé. Đến với đồng bào người Mông thì mọi người có thể được thưởng thức những cái điệu khèn đó. Đây chính là cái điệu khèn mà là cái khèn là cái nói chung là cái nhạc cụ mà phổ biến nhất của đồng bào người Mông. Thưa quý vị, là đồng bào người Mông thì đây là những cái trang phục của đồng bào người Mông. Mỗi trang phục mỗi đồng bào thì có một cái nét đặc biệt riêng mọi người ạ. Thì đối với đồng bào người Mông cũng như đồng bào người Thái và đồng bào các dân tộc khác thì cũng mang trên mình, đó chính là cái vải thổ cẩm được dệt nên từ những cái sợi bông mọi người nhé. Nhưng mà để may mặc cũng như là để thêu thùa lên thì mỗi cái trang phục thì nó có một cái nét văn hóa riêng của mỗi đồng bào dân tộc mọi người ạ. Đây, để mình vào cái không gian văn hóa của đồng bào người Mông thì có một cái nét đặc biệt nhất là mình nhìn thấy đây chính là những cái trang phục váy của đồng bào người Mông. Và đây là những quả pao được ném. Những cái quả pao này sẽ được sử dụng vào những ngày lễ Tết và những cái dịp lễ hội của đồng bào người Mông. Đây là những cái quả pao được ném nha mọi người nhé. Có nghĩa là trao tay nam nữ và các đôi nam nữ và những cái thanh niên là sẽ được ném những cái quả pao nào để trao tay mọi người ạ. Đây chính là cái nét độc đáo văn hóa của đồng bào người Mông. Và đặc biệt đây mình nhìn thấy đây là những cái này thì để đồng bào để cũng như là đi lao động sản xuất thì sẽ đeo trên mình, trên lưng mình và sẽ thổ những cái vật phẩm mà mình làm ra sẽ được đeo trên này. Và đây nữa mọi người nhé, đây là những cái chày và những là cái máng này là cái cối để ra những cái bánh dày đặc trưng nhất của đồng bào người Mông mới có mọi người ạ. Và đây mình ra bên không gian bên ngoài này thì đây chính là cái này thì đồng bào người Mông sẽ sử dụng là để xay những hạt đỗ, hạt đậu và những hạt ngô. Đó, sẽ được cho vào đây cái lỗ như thế này và xay nhuyễn mọi người nhé. Để làm ra những cái nói chung là cái sản phẩm để phục vụ cho gia đình, cho sinh hoạt mọi người ạ. Xin chào đồng chí, thì để chuẩn bị cho mùng 2 tháng 9
Thì về cái đối với không gian văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, về cái công tác vận động cũng như là cái khâu chuẩn bị cho ngày lễ thì bên không gian văn hóa của đồng bào mình thì đã chuẩn bị được cái gì, và về cái khâu tuyên truyền cũng như là khâu chuẩn bị và bà con mình như thế nào thì xin đồng chí cho biết. Thì hòa chung cùng với cái chương trình Tết Độc Lập, Ngày Hội Văn hóa Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên cũng như là tuần văn hóa du lịch huyện Than Uyên năm 2023, thì ban vận động câu lạc bộ bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mông huyện Than Uyên thì cũng đã xây dựng kế hoạch để tổ chức các cái hoạt động hưởng ứng chương trình Tết Độc Lập, Ngày Hội Văn hóa Thể thao và tuần văn hóa du lịch năm 2023. Đấy, đảm bảo. Thế thì quá trình triển khai thực hiện thì ban vận động cũng đã vận động đồng bào ở các cái bản cùng tham gia xây dựng cái không gian văn hóa để chuẩn bị tốt cho cái ngày hội văn hóa của huyện. Đến ngày hôm nay thì cơ bản là các cái nội dung thì cũng đã cơ bản là đã hoàn thành và đã sẵn sàng cho cái việc là phục vụ cho nhu cầu tham quan, khám phá, trải nghiệm cái bản sắc văn hóa của du khách. Và ngoài cái nội dung này thì không gian văn hóa dân tộc Mông chúng tôi, ban vận động dân tộc Mông chúng tôi thì cũng trưng tập, cũng vận động được khoảng 100 đồng bào, trong đó thì có một nửa là nam, một nửa nữ để tham gia cùng diễu hành trong cái chương trình khai mạc của đêm mùng 1 Tết Độc Lập ngày mùng 2 tháng 9. Thế thì đây cũng là một cái rất là mới so với mọi năm. Mọi năm thì cái chương trình này là không có. Tuy nhiên đối với năm nay thì đây là một cái chương trình mới mà được tham gia với các cái dân tộc khác trong cái dịp mùng 2 tháng 9 này. Đây là một cái dịp rất là đặc biệt. Và chúng tôi có nghe nói rằng là sang năm ấy, năm 2024 thì cái quy mô tổ chức Tết Độc Lập này là sẽ quy mô của cấp tỉnh. Đấy, thế thì được thông tin như vậy thì ban vận động và không gian văn hóa Mông của chúng tôi thì cảm thấy rất là phấn khởi. Đấy, rất là phấn khởi. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu như mà quy mô cấp tỉnh ấy, thì sẽ có rất là nhiều hoạt động và chúng tôi được tham gia. Đấy, và sang năm 2024 thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm tốt hơn các cái nội dung để góp phần quảng bá cho cái việc phát huy bản sắc văn hóa cũng như là cái việc phát triển từ cái bảo vệ tốt cái di sản văn hóa đó, thì để thực hiện cho cái việc phát triển du lịch cộng đồng ở trong đồng bào dân tộc Mông, trong các cái bản của đồng bào Mông ở trên địa bàn huyện, cũng là đồng thời là để góp phần tăng thêm thu nhập cho đồng bào dân tộc Mông ở trên địa bàn huyện. Xin hỏi được thưa đồng chí là về chuẩn bị cho ngày Tết Độc Lập thì bên không gian văn hóa của mình có trưng bày hay là cũng chuẩn bị như thế nào cho không gian của mình? Đối với các cái hoạt động của không gian văn hóa dân tộc Mông ấy thì chúng tôi cũng cố gắng tái hiện tất cả các cái phong tục tập quán, những cái bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông tại không gian văn hóa. Cụ thể như nếu mà đi vào trong nhà ấy, thì chúng tôi sẽ có đầy đủ cái bếp phải, bếp trá, có cái bàn thờ, ấy, rồi có các cái gác để đựng các cái lương thực thực phẩm. Rồi là ở bên ngoài thì chúng tôi có trang trí, tái hiện đầy đủ các cái vật dụng, các cái hoạt động lao động sản xuất. Ví dụ như là cái cối xay ngô, rồi là cái cối giã gạo này. Đấy, rồi là tất cả các cái đồ dùng hàng ngày dùng để lao động sản xuất như là cái cuốc, cái cày. Đấy, thì chúng tôi trong đợt này chúng tôi cố gắng tái hiện đầy đủ tất cả để nhằm mục đích là phục vụ cho cái nhu cầu khám phá trải nghiệm của du khách tham quan khi mà đến với dịp mùng 2 tháng 9 này tại huyện Than Uyên. Ôi, xin cảm ơn đồng chí. Thưa toàn thể mọi người thì vừa rồi thì cũng đã được nghe đồng chí Mùa Lâu là bên ban vận động của đồng bào người Mông
cũng đã chia sẻ một số cái nét văn hóa cũng như là về cái khâu chuẩn bị cho ngày Tết độc lập tại Tha Nguyên mọi người nhé. Thì đến với Tha Nguyên thì cũng mong mọi người tham quan không gian văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, tham quan không gian văn hóa của đồng bào dân tộc Dao, đồng bào dân tộc Khơ Mú và đồng bào dân tộc Thái tại Tha Nguyên.